Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng như các trung tâm dự báo bão quốc tế, hướng dịch chuyển của bão Sao La đã có sự thay đổi và nó lệch hơn về phía Nam và sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay vào nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Sao La, từ chiều và đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, sau tăng lên cấp 13, cấp 15, giật cấp 17. Dự báo dịp lễ mùng 2 tháng 9, nhiều khả năng sẽ có hoạt động của bão trên Biển Đông. Thời tiết ba miền có sự đối lập. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết chủ đạo là ngày nắng và đêm không mưa. Một vài điểm có thể là có mưa rào và dông với lượng không lớn. Mùng 2, mùng 3 có khả năng một vài điểm có thể có nắng nóng cục bộ. Trong thời kỳ từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, trên khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Cục bộ thì có điểm có mưa to. Thời gian mưa tập trung chính ở thời điểm từ chiều tối cho đến tối. Nhận định chung về tình hình thời tiết trong tháng 9, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có khả năng nắng nóng nhưng không gay gắt, còn 1 đến 2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.